Rồi lên đây. Tới bên đây đi, mấy con bay bả đúng không? Không có con chuối rồi, không có con chuối rồi. Một không à. Hai càng á, mà cái mình ăn cũng ngọt luôn nữa. Nó kẹp chỉ ngậm không luôn. Cái gì đó? Này ra gan muối
cũng ngon không? Tăng ra là chơi luôn rồi. Thôi giờ cả nhà. Mực nè. Lớn không nổi. Cào nhiều quá trời cào mà. Đẻ không kịp. Ê da, quá trời sống rồi. Cho mối rồi nha. Giá này sao đẹp kinh khủng luôn á. À, mực này mới đẻ hồi chiều luôn nè, đẻ lúc 5 giờ mấy rồi 6 giờ mấy cào vô luôn. Quá trời mà. Mực này phơi nguyên con nha. Dừa quá trời dừa luôn. Đây sao đẹp đây, nguyên ổ luôn. Chứ không phải là
viên mực lá. Hello. Lá đang thật siêu to luôn nha. Sắc ra nhỏ nhỏ để chiên cho tươi hơn. Lá rất tươi luôn nha. Đây là cái dẹ của nó nè. Trên biển thì mấy anh em đã làm xong công việc hết trơn rồi. Anh trong anh thì bữa nay anh không tắm. Đang tắm trời. Ủa sao? À. Tắm đi. Chưa là tới ngộ quá. Tắm liền đi trời. Lấy ra mồ hôi tắm bệnh chứ sao? Cả nhà nhớ nhìn thấy bộ đồ này nha cả nhà. Tí nữa cho anh mặc đồ này cho anh không tắm đó nha. Rồi là tới hai bộ này đó. Ôi, anh có một bộ đồ này duy nhất à, tại vì tối trời này rất là lạnh. Nếu mà tí nữa ra cơm mà cả nhà thấy chồng anh mà mặc bộ đồ này đó là chồng anh không có tắm nha cả nhà. Mình khỏe mình đã vô tại mình không tắm. Trời cũng lạnh quá cả nhà ơi. Lạnh quá trời rồi. Quá trời. Giờ này tài cãi ngủ rồi. Ngủ đang 1:30 đang chạy lái. Thời tiết hôm nay khá là lạnh luôn á. Đây. Chú ba ơi, ông cũng gửi giò gửi tay không nghe không tắm luôn nha. Em không tắm là em chịu không nổi cả nhà, bữa nào giả nào không tắm là ngủ không được. Thôi đi. Ê chứ bộ, giả nào tắm là không ngủ không được chú ba ơi. Giả này nè, bây giờ thôi chứ trời lạnh quá trời cả nhà. Lạnh quá trời tắm cửa gì giờ này. Đi ghe chứ chừa nước cho mấy anh em chứ không phải là mình không tắm. Mà tại chừa nước cho mấy anh em ta. Trời lạnh quá thì mình cũng giảm tắm lại cả nhà. Chết luôn hả chú ba? Nói chơi chứ mình chừa nước lên cho mấy anh em cả nhà chứ không phải là mình không tắm. Ở ngoài biển này nước nôi nó cũng có khan hiếm. Này. À, rửa tay rửa giò là xong rồi đó chứ tắm rửa gì tầm này. Tắm không á. Tắm rửa gì tầm này thấy không? Thấy không? Rõ ràng nhớ. Đây là có con mực mà cái này nè cả nhà. Tươi xanh luôn á, tươi xanh như nồi canh luôn á. Rồi sạch sẽ đi rồi chiên cơm nè. Rồi ké chén cả nhà. Hôm nay mình đang ké. Yeah.
Ba thau luôn.
vô chưa, tranh thủ vô chưa rồi. Không ngoài biển mà cả nhà. Ăn xong rồi tranh thủ vô giọng nghỉ ngơi. Chứ không phải như ở nhà đâu mà mình ăn rồi mình ngồi mình chơi chơi. Cả nhà nói sao mà ăn cơm ngoài biển nhanh là trời. Không có thời gian nghỉ ngơi, ăn cơm nhanh lắm. Nói cũng mời cả nhà miếng mặt lát cuối cùng ở nhà. Anh ăn ăn này ngủ luôn rồi. Xin kết thúc video luôn nha. Em cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã xem hết video. Em xin chúc cho cả nhà có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Tại vì hôm gầy ở cả nhà làm quá trời, nó bị kiểu như là làm tới giả không không làm video thật được, thì mong cả nhà sẽ thông cảm cho em nha. Qua những cái video nó đơn sơ như vậy thì kiểu như là không có đầu tư vào cái video á cả nhà, tại vì không có thời gian để mình kiểu như mình làm chế biến những cái món ẩm thực cho hấp dẫn. Nên quay những cái buổi ăn rất là sơ sài, mong cả nhà sẽ thông cảm và hiểu cho em nha. Thôi em đi vô ngủ ngơi nha, 4 giờ rưỡi phải làm công việc tiếp tục rồi. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà.